Ngân. Thì hôm nay Ngân đã tự vào bếp và làm một món ăn vặt mà các bạn ai cũng thích. Đó là món gà nướng phô mai tan chảy. Bây giờ Ngân sẽ thử thưởng thức xem tay nghề của Ngân sẽ như thế nào nhé. Mời các bạn cùng ăn. Phần đang rất nóng các bạn ơi, Ngân vừa mới lấy từ bếp ra. Gà Ngân ướp rất là ngấm luôn, ăn đậm đà, phô mai ăn rất là béo, ngon quá các bạn. Gà còn đang rất là nóng. Ngon quá các bạn ơi. Các bạn thử tự mình làm ở nhà giống Ngân thử các bạn. Ăn rất là ngon. Thì Ngân làm hết 1 ký phô mai luôn. Ngon quá. Thịt gà ướp và nướng rất là mềm. Mời mọi người cùng ăn với anh nha. Phô mai béo thơm quá, ăn giống như đang ăn sữa bò. Có nhiều người đang nhìn Ngân ăn, có nhiều người đang chảy nước miếng, nhất là anh quay phim.
Mời các bạn ăn cùng Ngân nhé. Phô mai béo quá. Chúng ta dưa leo ăn kèm. Dưa leo của bên châu Âu nó khác với dưa leo của Việt Nam các bạn. Nó rất là dài, ăn ngọt lắm. Nhưng anh để lâu quá, để ngoài hơi lâu, phô mai nó cứng hết lại. Mời cả nhà, có ai chạy đúng miếng không? Mời cả nhà.
Mời cả nhà. Tay giờ nên để lâu quá, để ngày lâu quá nó phô mai nó hết dẻo rồi. Giờ Ngân sẽ chuyển sang tráng miệng bằng món dâu. Dâu to mọi người. Ngân thử ăn coi có ngọt không. Ngọt mọi người ơi.
dâu cuối mùa rồi nhưng mà tìm được những trái to là hơi bị hiếm các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe kênh cho Ngân để Ngân có nhiều động lực làm những video tiếp theo cho các bạn coi nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại những video lần sau.